Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về đai nghề cổ tay và ngón tay cái dành cho người chơi thể thao và gym ở cổ tay. Hôm nay chúng ta sẽ nhờ kỹ thuật viên hướng dẫn ha. Cái cách lựa chọn thì sao em? Dạ, cái này đai nghề ở cổ tay này là mẫu này vì sai. Ừ. Giờ nó rất là dễ dùng, ai cũng có thể dùng được. Vậy là mình không có cần đo. Dạ, không cần đo. Sẽ dùng được. Dạ, đai nghề cổ tay. À, dạ, mình đưa ngón tay cái vào. Đường quấn, cũng như quấn kéo nghe hai lực trên cái đài nó giữ chắc cái phần cổ ngón cổ tay của ngón tay cái cổ chắc chắn hơn tùy vào lực mạnh chứ lực kéo kéo nhẹ nhàng đó. Lực mạnh hay yếu là do mình kéo cả nhà ha. Dạ. Mình thấy nó giữ chắc cái phần cổ tay và ngón tay cái cho mình nó thoải mái. Cái này dành cho người chơi quần vợt. Dạ. Tập gym. Dạ vâng. Với lại bị gym cổ tay gym gần cổ tay gym gần cả nhà thấy khá là chắc chắn. Còn mình chơi võ thực á, mình cầm những cái dụng cụ cái này nếu mà mình xài lâu dài nó cái này mình xài lâu dài rất là thoải mái. Cái này sợ carbon tổng hợp thương hiệu của đến thời Nhật thì nó rất là co giãn tốt, thoáng khí. Cái này sản xuất tại Nhật luôn anh ha? Dạ vâng, sản xuất tại Nhật luôn, hàng bóng bò là sản xuất tại Nhật. Chắc chắn cả nhà ha. Vậy là nếu mà như cả nhà mình mà chơi với áp lực cao, cường độ cao thì mình có thể siết chặt lại, còn nếu mà để điều trị thì mình làm nó lỏng lòng xíu cho nó thoải mái hơn. Nó thông khí nên là mình có thể sử dụng lâu dài được. Rồi cảm ơn em ha. Cả nhà có biết thêm thông tin chi tiết hoặc là cách lựa chọn về các thiết bị hỗ trợ thì mình có thể xem thêm trên website hoặc là số điện thoại bên dưới nha. Rồi cảm ơn cả nhà đã theo dõi. Tạm biệt và hẹn gặp lại.